Các bạn thân mến, 40 năm trước, việc tháo dỡ các giàn khoan khổng lồ như Bren là điều không thể. Sau nhiều thập kỷ hoạt động, việc tháo dỡ an toàn và hiệu quả những công trình khổng lồ này là một thách thức kỹ thuật. Năm 2017, Shell đã lập kỷ lục thế giới khi Bren Delta được dỡ bỏ nguyên vẹn và mang đi tái chế. Đây là một bước đột phá cho phương pháp tháo dỡ sáng tạo của họ, vốn đi ngược lại với cách truyền thống là cắt nhỏ giàn khoan thành từng mảnh. Từ đây, Shell đang hướng đến việc áp dụng phương pháp tương tự cho giàn khoan Bravo. Việc tháo dỡ giàn khoan Bravo không chỉ đơn thuần là loại bỏ một cấu trúc cũ. Thay vào đó, nó là một quá trình phức tạp, đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác cao. Vậy họ đã làm thế nào để biến giàn khoan nặng 25.000 tấn thành thứ này? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Ở một vùng xa xôi của biển Bắc, lịch sử kỹ thuật đang được tạo nên. Việc phát hiện ra mỏ dầu Bren và khí tự nhiên vào những năm 1970 đã có tác động quan trọng đến nền kinh tế nước Anh. Hiện trữ lượng dầu khí tại đây đã cạn kiệt, Shell đang đứng trước thử thách mới, đó là tháo dỡ 4 giàn khoan khổng lồ của mình một cách an toàn. Mỏ dầu khí Bren bao gồm 4 giàn Delta, Charlie, Bravo và Alpha, mà trong số các nền tảng này có cấu trúc chân đế là những cột trụ bê tông khổng lồ nặng 300.000 tấn, tương đương với tòa nhà Empire State ở New York, cái thứ tư có chân đế bằng thép. Từ đáy biển đến đỉnh của các chân đế, chúng cao bằng tháp Eiffel. Chúng được thiết kế và xây dựng để tồn tại trong thời gian dài và có thể chịu được những cơn sóng dữ ở biển Bắc. Vào thời điểm chúng được xây dựng, không ai nghĩ tới việc chúng có thể ngừng hoạt động và sẽ phải tháo dỡ nó. Lúc đó, người ta chỉ quan tâm tới việc làm sao để đưa dầu và khí đốt ra khỏi lòng đất một cách an toàn và hiệu quả. Có 3 cách chủ yếu để dỡ bỏ phần trên của một giàn khoan. Cách thứ nhất là dùng biện pháp công nghiệp dỡ từng mảnh nhỏ. Theo đó, cần cẩu có sẵn trên giàn khoan sẽ cẩu đi từng phần, bỏ các mảnh kim loại bị dỡ ra vào một xà lan để đưa vào trung tâm tái chế trên bờ. Cách thứ hai được gọi là lắp đặt đảo chiều, tức là tiến hành tuần tự các bước, ngược lại với quá trình lắp đặt lúc ban đầu. Thay vì dỡ ra mỗi lần một ít những mảnh nhỏ, họ sẽ dỡ bỏ nguyên các module bằng cách sử dụng một cần cẩu nổi cỡ lớn neo cạnh giàn khoan. Sau đó thả các module nguyên vẹn đó lên xà lan cỡ lớn để đưa về trung tâm tái chế. Cách thứ ba là cách mà Shell đã áp dụng với giàn khoan Bravo, đòi hỏi công phu hơn. Toàn bộ phần trên nặng 25.000 tấn được dỡ đi chỉ bằng một cú nâng lên bằng một loạt các cần cẩu được thiết kế đặc biệt đặt giữa một mẻ đôi khổng lồ. Công việc bắt đầu bằng việc bịt kín vĩnh viễn các giếng dầu bằng cách đặt các nút xi măng ở độ sâu từ 50m để hydrocarbon không thể thoát ra khỏi giếng dầu và nổi lên mặt nước. Tiếp theo là sơ tán mọi người ra khỏi giàn khoan. Một phần trong quá trình tháo dỡ giàn khoan Bravo liên quan đến một con tàu hai thân được chế tạo với mục đích đặc biệt. Nhiệm vụ của nó là nâng phần thượng tầng nặng 25.000 tấn của Bren Bravo và đưa nó vào bờ. Đây sẽ là chuyến vận chuyển nặng nhất từng được thực hiện trên biển. Con tàu khổng lồ nặng suýt soát 1 triệu tấn và dài gần nửa km đã được đóng tại Hàn Quốc cho hãng điều hành ngoài khơi của Hà Lan Onsea Group. Con tàu bị dằn xuống nên sẽ chìm xuống nước, sau đó di chuyển vào vị trí xung quanh giàn khoan, định vị bản thân rất cẩn thận bằng cách sử dụng định vị động và các cảm biến. Sau đó hệ thống nâng thủy lực sẽ nâng toàn bộ giàn khoan lên khỏi chân đế. Khi đến gần giàn khoan, tàu nâng giảm tốc độ, đồng thời chìm sâu hơn xuống nước để thân tàu có thể nằm gọn bên dưới giàn khoan. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng việc định vị con tàu khổng lồ phải mất đến 4 giờ. Toàn bộ hoạt động này đòi hỏi sự phối hợp rất chặt chẽ giữa một số bộ phận. Một là bộ phận hàng hải, những người lái tàu. Hai là bộ phận định vị động, những người điều khiển động cơ đẩy để giữ cho tàu ổn định. Ba là bộ phận dàn, đây là những người quản lý, đảm bảo trọng lượng tàu không đổi theo kế hoạch hoặc không bị lệch trái, phải, lên hoặc xuống. Và cuối cùng là những người quản lý hệ thống thang nâng phía trên. Sự phối hợp của 4 bộ phận đó là vô cùng quan trọng trong việc này. Cần có độ chính xác cao để tránh việc tàu nâng có thể va chạm vào chân đế của giàn khoan. Trong mọi điều kiện thời tiết, con tàu không được di chuyển quá cộng trừ nửa mét, điều này có tính đến gió, sóng và hướng sóng.
Tiếp theo, tàu nâng Pioneering Spirit triển khai công nghệ tiên tiến để kết nối cánh tay nâng của mình với giàn khoan. Sự đổi mới về công nghệ định vị động và bù lực nâng chủ động cho phép một con tàu đang di chuyển có thể kết nối với một nền tảng cố định. Thật ấn tượng phải không các bạn? Công việc chuẩn bị đã sẵn sàng, quá trình nâng giàn khoan bắt đầu. 25.000 tấn được nâng lên chỉ trong 9 giây. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, đúng như tính toán của các kỹ sư trước đó. Giai đoạn cuối cùng trong cuộc hành trình của Bravo sắp bắt đầu, đó là đưa giàn khoan đến nơi để tái chế. Chuyến hành trình dài 700 km đang ở phía trước, nhưng tàu nâng khổng lồ sẽ không đưa Bravo đi hết chặng đường. Giàn khoan sẽ được chuyển giao cho một xà lan khổng lồ có tên Iron Lady. Bravo được hạ xuống Iron Lady bằng cách bơm ra hàng nghìn lít nước dần từ Pioneering Spirit, làm giảm chiều cao của con tàu tới 18 mét. Xà lan không có động cơ đẩy riêng, vì vậy cần 4 tàu kéo để điều khiển nó xuôi theo dòng nước một cách an toàn. Brand Bravo rõ ràng là một phần của lịch sử dầu khí trong 40 năm và bây giờ thật đáng kinh ngạc khi thấy nó được đưa vào bờ và sau đó là cách nó được xử lý để tái chế. Phần lớn thành phần cấu tạo lên giàn khoan là thép, thép carbon, thép không gỉ, một số hợp kim lạ, vì vậy tất cả đều có thể tái chế được. Khoảng 97% phần trên của giàn khoan sẽ được tái chế thành các sản phẩm khác để có thể được tái sử dụng. Một khi phần phía trên của giàn khoan đã được dỡ đi thì đến lượt cần xử lý phần trụ đỡ bên dưới hoặc phần vỏ kim loại bảo vệ bên ngoài. Nặng hơn 6 lần so với phần trên của giàn khoan, việc loại bỏ chúng có thể không an toàn hoặc không khả thi. Đây là môi trường dưới đáy biển, đòi hỏi phải dùng các công nghệ cắt phá đặc chủng như kỹ thuật cắt bào mòn bằng tia nước, máy cắt thủy lực, lưỡi cơ kim cương có thể gắn lên các robot lặn ngầm hoặc lên các thiết bị điều khiển từ xa. Hiện tại, các công ty dầu khí đang được phép để lại các khối cấu trúc xi măng siêu nặng dưới đáy biển, chỉ cần dỡ bỏ hầu hết các phần cấu trúc thép bên trên, sao cho phần còn lại chìm dưới độ sâu đủ để tàu bè qua lại an toàn. Trong tương lai, sẽ cần có những công nghệ tân tiến hơn, nhanh hơn để dọn sạch các cấu trúc dưới đáy biển. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của Hitech Amazing.